xin chào tất cả mọi người mình là Lát Audio đây thì lời nói đầu tiên của mình thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong suốt khoảng thời gian qua à, lời nói tiếp theo của mình thì nếu các bạn khi xem video của mình thấy hay á thì các bạn hãy ủng hộ tinh thần của mình bằng cách bình luận phía dưới mỗi video nè rồi các bạn có thể chia sẻ video đó và kênh của mình cho mọi người để mọi người biết đến nhiều hơn để kênh của mình ngày một phát triển hơn Mm, còn nếu các bạn nào muốn ủng hộ mình một cách thiết thực hơn á, thì có thể ủng hộ cho mình bằng hiện kim à, để mình có thể dùng nó trà nước thuốc than các kiểu hm. thì những thông tin để các bạn ủng hộ mình á, thì mình có để ở dưới phần mô tả của mỗi video thì uh, có kèm theo số tài khoản nè ví momo vân vân rồi nội dung của mình chỉ có nhiều đó thôi um, vậy xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện phạm nhân tu tiên chúc các bạn có một khoảng thời gian xem truyện vui vẻ ô oh. Ta đối với mấy con khôi lỗ này cảm thấy có chút hứng thú đó Đưa cho đám đồ đệ để bảo vệ tính mạng cũng không tệ Không biết thiên tinh chân nhân định đổi lấy cái gì ha Một tu sĩ nhìn tuổi như không có nhỏ Tay vuốt cái chùm râu dài rồi mở miệng <laughs> Thứ bọn đạo muốn đổi đời tự hồ cũng hiếm thấy Ở thời kỳ thượng cổ còn gọi là hồn thạch gì đó Một khối hồn thạch đổi lấy một khôi lỗi thú Đám khôi lỗ này đều là do đích thân thượng cổ tu sĩ chế tạo ra Phỏng chừng tại giới này không có khôi lỗi cấp cao khác đâu Thiên tinh chân nhân bình thản nói Hồn thạch Vừa nghe cái tên rất xa lạ này Đám tu sĩ ngồi đây cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc Thứ này bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Thực sự rất là lạ lắm Thiên tinh chân nhân thấy như vậy Tựa hồ đã sớm đoán trước Nắm tay hướng cái túi trư vật lấy ra một viên tinh thạch màu xanh ngọc cỡ ngón tay cái Vừa nhìn thấy thứ này Có chút giống với tinh thạch mộc thuộc tính Dường dưới thần thức đảo qua của mọi người liền phát hiện linh khí mà tinh thạch này phát ra không phải là thuộc tính mộc quen thuộc mà là một loại ba động cực kỳ âm hàn khó hiểu. Có lẽ trong tay dạy đồng đạo có vật ấy, nhưng vẫn chưa nhận ra. Chỗ này bọn đạo có một khối nè, chưa gì đạo hổ nhìn một chút đi. Tay lão đạo đưa tinh thạch ra, chậm rãi nói tiếp. Ồ, ừ, cái điều cổ quái nha, có chút giống âm hồng lực nhưng lại tinh thuận hơn nhiều. Một gã tu sĩ ma đạo các người đầy hắc khí, kinh ngạc hỏi. Bọn đạo cũng không biết trong tinh thạch đã ẩn chứa cái gì, nhưng quyết không phải là hồn khí nếu không tại hạ tại sao phải dùng khối lỗi này để đổi lấy một hồn đó chứ? Thiên Tinh chân nhân rất là thẳng thắn trả lời trực tiếp. Tên tu sĩ ma đạo kia cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng khi hàng lập thấy tinh thạch này sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nếu hắn không nhìn lầm, hồn thạch này rõ ràng là âm minh thú tinh mà hắn lấy được từ chỗ của âm minh. đương nhiên loại thú tinh này cũng chỉ là cách gọi của người ở đó mà thôi. Xem ra trong đám cổ tu sĩ thì được gọi là hồn thạch. Vì thiên kinh, kinh chân, nhân chân nhân này chẳng những xuất ra nhiều khối lỗi như vậy, đồng thời muốn thu thập thật là nhiều hồn thạch, thật. liên điều tưởng đến lúc, lúc đầu đắp khối lỗi trong hư thiên điện, điện đều có ngậm hồn thạch, thạch. Xem, xem ra người này... này hàng lập có chút đâm chiêu nghĩ tới điều gì đó. Bất quá hồn thạch này hiển nhiên có cực ít người biết đến. Qua một hồi lâu, chỉ có một gã tu sĩ chần chờ xuất ra một khối, tiến lên đổi lấy một con khối lỗi thú. Thiên tinh chân nhân sau khi hỏi thêm vài tiếng thấy không ai trả lời, mặc dù đã sớm dự đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút thất vọng. Khi hắn muốn đem khỏi lỗi thú còn lại thu hồi thì lại có một người đứng lên đi tới. Điều này làm cho tinh thần của lão đạo rung lên, có chút kinh hỉ nhìn người đang đi tới hỏi. Vậy đạo hữu này, người cũng có hồn thạch. Người tiến đến chính là Hàng Lập, sau khi trong lòng đã quyết định, hắn không nói gì, bàn tay vừa lộn ra, một quả tinh thạch xanh biếc trong tay hiện ra. Bất quá cái khối tinh thạch này lớn của một quả trứng gà, mắt thường cơ hội có thể nhìn thấy được khí âm hàng tán ra từ tinh thạch nhìn là biết ngay đây không phải là loại tinh thạch của lão đạo có thể sánh bằng. Thiên tinh chân nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng lập tức mừng như điên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nói. Mấy hồn thạch của đạo hữu to như vậy thật sự là hiếm thấy đó, như vậy đi, trong đám khôi lỗi này ở đạo hữu có thể chọn bất cứ hai con mà lấy đi, bọn đạo cũng không để cho đạo hữu lỗ đâu. Hai cái. Hàn Lập nghe như vậy khẽ cười lắc đầu. Như thế nào, đạo hữu thấy ít sao, không biết là định đổi lấy mấy cái, Thiên tinh chân nhân không có tức giận, hòa nhã hỏi. Cái miếng hồn thạch này đổi lấy toàn bộ đám khôi lỗi còn lại của đạo hữu, như thế nào? Hàng Lập bình tĩnh nói. Đổi lấy sáu cái hả? Đạo hữu không cảm thấy mình có hơi tham lam sao? Lão đạo nghe như vậy liền ngẩn ra, có chút bất mãn nói. <laughs> tham hay không tham, chân nhân hẳn là rất rõ ràng mà. Hồn thạch này không phải là xem lớn nhỏ hơn bao nhiêu mà so sánh được. Huống hồ lại lớn như vậy, đối với chân nhân mà nói chính là... Hàng Lập nhìn chầm chầm thiên tinh chân nhân, lời nói đột nhiên đình chỉ. Thiên tinh chân nhân vừa nghe xong thì sắc mặt khẽ biến, nhìn Hàng Lập đánh giá thật sâu, im lặng trong chốc lát rồi gật đầu nói. Được rồi, hồn thạch lớn như vậy đích xác là hiếm thấy, ta vừa lại có nhu cầu cấp bách nữa, vậy trao đổi như đạo hữu vừa nói đi. Nghe được lão đạo nói như thế, đám tu sĩ khác trong lầu cát liền một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn chăm chú cái tinh thạch cỡ quả trứng gà trong tay của Hàng Lập có thể đổi lấy đám khôi lỗi trân quý này giá trị bỏ ra cần phải bao nhiêu mới đủ Thần sắc của hàng lập lại không hoảng trực tiếp đem tinh thạch đưa qua sau đó cúi đầu tay áo hướng trên bàn phất một cái sáu con khôi lỗi liền không thấy bóng dáng bất quá đám tu sĩ không chú ý tới trong nháy mắt lúc hàng lập cúi đầu môi khẽ nhúc nhích vài cái tinh quang trong mắt của thiên tinh chân nhân bùng lên một thi kinh hải từ trên mặt hiện lên lúc này hàng lập cũng đã mang theo khôi lỗi trở về vị trí tiếp theo thiên tinh chân nhân tuyên bố trao đổi hội chấm dứt nhiều tu sĩ đều đi xuống lầu rời đi ba người hàng lập trong tinh long cát cũng rời khỏi khi ba người ra khỏi lầu cát cũng không có nói gì đợi khi đi qua hai cái ngã tư đường cách xa lầu cát một chút hỏa long đồng tử mới mở miệng nói hai vị đạo hữu à anh ta có một cái ước hẹn nên sẽ không đi cùng với hai vị được Làm huynh trong người có việc thì xin cứ tùy tiện đi chỗ ta cũng không xa lắm có cơ hội sẽ gặp lại lữ lạc mỉm cười nói ừ vậy là mẫu xin cáo từ Hỏa lòng đồng tử cũng không cách khí Sau khi nói vài tiếng với Hàng Lập liền hướng một nơi khác mà rời đi vị đạo hữu hỏa lòng này thật đúng là một người đặc biệt đó nha Hàng Lập nhìn bóng lưng đồng tử xa xa Đột nhiên cười nói Bởi vì khi còn nhỏ Làm đạo hữu đã ăn nhầm một cái gốc dị thảo Cho nên thân hình vẫn luôn duy trì cái bộ dáng đồng tử như vậy Nhưng con người hào sản ngay thẳng Có thể kết giao tin tưởng Hắn cũng là trưởng lão của cổ kiếm môn duy nhất Thân quen với lạc dân tộc chúng ta Hàng Lập nghe như vậy, lông mi câu lại, trong lòng lại thầm nghĩ, Nghe ý tứ này, vì các, các trưởng lão còn, còn lại của cổ, cổ, cổ kiếm môn đối với lạc, lạc dân tông Tổng cũng không có thân thiện gì lắm. Đúng rồi, kế tiếp hàng sư đệ có tính toán gì không vậy? Bây giờ quay về nơi nghỉ ngơi hay là lại đi dạo chơi ở địa phương khác vậy? Lúc này Lữ Lạc nhìn bốn phía một chút, sau đó lại hỏi. Ta muốn mua một chút tài liệu đặc thù, định đi tới mấy cái chỗ phường thị xung quanh xem một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng. Hàng Lập cũng không có ý giấu giếm, liền nói thẳng. Vừa à, lúc ta cũng muốn đi phòng đấu giá kiếm vài thứ, vậy tạm thời ta cùng hàng sư đệ tách ra, Lữ Lạc nghe Hàng Lập ý tứ là muốn hành động một mình cũng không phản đối liền đồng ý. Do đó Hàng Lập cùng Lữ Lạc chia tay tại chỗ, tự mình hành động. Mấy phường thị tại Điện Thiên Thành rất lớn, lớn hơn so với phường thị của ba phái tại Vân Mộng Sơn không biết bao nhiêu lần. Hàng Lập đi tới một phường thị tại phía tây của thành Điện Thiên, hướng tới hai bên cửa hàng không ngừng đánh giá. Hàng Lập nói với Lữ Lạc là đi mua sắm tài liệu cũng không phải là giả. Hàng Đích xác có định mua sắm một ít tài liệu chế phù hiếm thấy, chuẩn bị chế ra một ít phù lục cao cấp Mặc dù năm đó hắn có được rất nhiều gia linh thú cùng máu huyết, nhưng luyện chế loại giấy phù cao cấp cùng loại mực cao cấp dĩ nhiên còn cần một ít nguyên liệu phụ trợ khác mới được. Điều này cũng vì hàng linh phù mà hắn muốn luyện chế sau này nên định chuẩn bị thật sớm từ trước, tranh thủ đem chế phù thuộc của mình đề cao thêm một cảnh giới. Mặc dù còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua hàng linh phù, nhưng uy lực của hàng linh phù dựa theo lời trên cốt phiến thì thực sự không nhỏ, đủ để trong thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Hàng lập tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bất quá khó khăn khi luyện chế phù này cũng không phải là khó khăn bình thường, chính là loại ngũ hành phù rất là khác thường. Do đó, vì để đề cao xác suất thành công, hắn ngoại trừ tăng lên một chút năng lực chế phù, cũng cần phải đổi lấy một cây bút chế phù thuật tốt. Bút chế phù ban đầu đã sớm không thích hợp, đáng tiếc chính là cái tài liệu chế phù có thể mua dễ dàng, nhưng bút chế phù lại thật sự không dễ dàng có được. Hai cửa hàng phường thị phía trước cũng có mấy gian bán ra bút chế phù, thậm chí trong đó còn có bút chế phù đỉnh cấp hiếm thấy nhưng hàng lập sau khi xem một lúc cũng chỉ lắc đầu rời đi bút chế phù này có lẽ đủ dùng để chế tạo phù lục cao cấp nhưng nếu dùng để chế ra các loại mật phù như hàng lên phù dĩ nhiên là không đủ bút chế phù là dùng một loại linh khí mà chỉ có chế phù sư mới có thể sử dụng cũng không thường gặp đa số là hạ phẩm hoặc là trung phẩm bởi vì đối với một vị chế phù sư mà nói nếu pháp lực không đủ lại cường hành sử dụng bút chế phù cao cấp không những không thể đề cao hiệu suất của chế phù ngược lại còn gia tăng tỷ lệ thất bại nữa mà chế phụ sư bởi vì phân tâm tu luyện chế phụ thuật tu vi cũng không cao thậm chí tám chín phần lỡ trúc cơ kỳ chế phụ sư có thể kết đan cả tu tiên giới tại thiên nam cũng chỉ có mấy người mà thôi về phần chế phụ sư nguyên anh kỳ theo như hàng lập biết thì không có cái loại gia hỏa biến thái này đa số sau khi tu vi tiến đến nguyên anh kỳ thì chỉ có một ít người là kim tu chế phụ thuật mà thôi cũng không phải là chuyên môn chế phụ mà chế phụ thuật của mấy tu sĩ nguyên anh kỳ này cũng sai lệch quá nhiều trên cơ bản là chuyên môn tu luyện một hai loại phù lục cao cấp hữu dụng cho chính mình nhưng bởi vì da cục máu huyết của linh thú cao cấp rất là thưa thớt hiển nhiên cũng không có cách nào luyện tập được nhiều do đó xác suất thành công nhiều ít cũng có thể đoán được điều này khiến cho phù lục cao cấp so với đỉnh cấp pháp khí tại tu tiên giới có khi cũng muốn quý hơn ba phần ngũ hành pháp thuật phù trong phù lục cao cấp cũng vậy uy lực của đại bộ phận pháp thuật cao cấp còn không bằng uy lực cường đại của việc sử dụng pháp bảo tu sĩ sau khi kết đăng trên cơ bản đều đã buông tha cho việc tiếp tục tu luyện ngũ hành pháp thuật. Bất quá đây cũng không phải nói pháp thuật cao cấp không có một điểm hữu dụng. Theo Hàng Lập biết, có không ít pháp thuật ngũ hành uy lực cường đại, chỉ cần thi triển ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám cường ngạnh ngăn cản. Nhưng những pháp thuật này tu luyện rất là khó khăn, chính là lĩnh ngộ quán thông, thi triển cũng rất đầy phiền toái. Hào phí điểm thời gian này, chỉ bằng trực tiếp dùng pháp bảo công kích. Bất quá Hàng Lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói rằng, Pháp sĩ Mạc Lan tự hồ đã đột phá cực hạn này, nghiên cứu ra không ít thứ có thể trồng nháy mắt thi triển ra đại uy lực, khiến cho pháp sĩ cấp thấp không cần dùng pháp khí cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong. Mà pháp sĩ cao cấp có thể tại linh thuật phối hợp với sử dụng pháp bảo, càng như hổ thêm cánh, không hề nghi ngờ là có thể dễ dàng thắng tu sĩ cùng cấp. Lúc này, làm cho một số thế lực ở thiên nam liên thủ đối kháng với người Mạc Lan, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, không cách nào chính thức ảnh hưởng đến được đối phương. Hàng Lập từ sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh, liền bắt đầu khôn khéo nghiên cứu vài loại pháp thuật cao cấp thu thiển, rốt cuộc cũng có thể lĩnh ngộ được ba bốn loại. Đương nhiên, tốc độ thi triển cũng vô cùng thê thảm. Tin tưởng rằng muốn sử dụng mấy cái pháp thuật này trong đấu pháp, trừ khi có một màn phòng thủ mà địch nhân không thể phá vỡ, nếu không, chưa đợi hắn làm phép được một nửa cũng sớm đã bị tu sĩ cung cấp tiêu diệt bảy tám lần rồi. Bất quá khi đối địch, sử dụng pháp bảo phối hợp với phù lục cao cấp thật đúng là vô cùng lợi hại, nếu như có thể thì triển giống như phụ lục cấp thấp, một hơi ném ra hai ba mươi cái phụ lục công kích, đừng nói là tu sĩ cùng cấp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh khi gặp phải cũng chỉ có thể lập tức màu chạy trối chết mà thôi. Dù sao, cái này cũng tương đương với bị mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ công kích, cho dù là pháp bảo hộ thân có nghịch thiên đi nữa, chỉ cần tu vi cực hạn vẫn là Nguyên Anh kỳ, thì cũng tuyệt không thể đón đỡ được. Nhưng loại công kích này, ngẫm lại một lần công kích như thế liền tiêu hao mấy vạn linh thạch, chứ dù là ai cũng không dám xa xỉ như vậy. Huống hộ giá cả của cao cấp phụ lục tại tu tiên giới cũng rất là khó nói. Hầu hết phụ lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa số. Hàng lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng hướng pháp khí điếm cùng tập hóa điếm hai bên nhìn lại. Cũng chỉ có những cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đỉnh cấp. Những tiểu điếm nhỏ hơn cũng không cần tới hỏi. Tám chín phần là không có loại pháp khí này, chứ đừng nói đến đỉnh cấp. Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu điểm thật có thể giấu cái chân phẩm gì đó. Nhưng Hàng Lập cũng không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy để đi tìm. Bằng không, với nhiều tiểu điểm tại thành điện thi như vậy, không có thời gian 10 ngày sẽ không có khả năng một lần xem hết toàn bộ được. Trên phố ngoại trừ Hàng Lập, cũng có các tu sĩ khác ra ra vào vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì đó với nhiều thần thái khác nhau. Trong đó, phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ kết đăng kỳ xuất hiện về phần tu sĩ luyện khí kỳ, ngoại trừ tu sĩ của thành Điền Thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài thì lại đã ít này càng ít. Hàng lập lần nữa đem tu vi che giấu tới kết đan trung kỳ, cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bị tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ kết đan kỳ chỉ là đảo mắt qua. Do đó, hàng lập cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý, tự mình lại chậm rãi đi dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ. Một lần Hàng Lập lại thất vọng đi ra, thời gian một ngày bất tri bất giác đã qua hơn phần nữa nhìn bầu trời đã có chút biến thành màu đen trong cửa hàng cũng bắt đầu phát khởi nguyệt quang thạch để thắp sáng hàng lập có chút do dự hắn đang suy nghĩ có nên hay không trở về chỗ ở hay là lại xem tiếp hai nhà nữa rồi trở về nhưng đúng lúc này một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang lên phản phất như là có cái gì tranh chấp một ít tu sĩ xung quanh tò mò đi tới hàng lập nhướng mày hai tay lúc này chấp sau lưng mà không chút thay đổi quay người lại định quay về chỗ ở nhưng hắn chưa đi được hai bước liền có một lời nói ác thanh phi thường lớn tiếng truyền đến như thế nào tôi sĩ lạc chân tao các ngươi đúng là vô lại mà đã phá hoại đồ vật như vậy mà không chịu bồi thường còn muốn đi nữa hả không phải là không bồi thường chỉ là tại hạ mới mua đồ vật khác rồi nên trên người thật sự không có nhiều linh thạch như vậy mà đây chỉ là hỏa dân phụ sơ cấp trung giai thôi như thế nào lại đòi 300 trăm linh thạch chứ nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 trăm linh thạch thôi huống hộ không phải là ta đem lệnh bài của bổn môn để ở chỗ này sao để ta trở lại khách điếm sẽ hướng đồng môn khác mượn chút linh thạch rồi trở lại mà Thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ khác cũng có chút tức giận lớn tiếng phản bác. Thân ảnh của Hàng Lập vừa đi hai bước liền sững lại, thanh âm nam tử này như thế nào lại có chút quen tay, hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân Tông. Hàng Lập sờ sờ cầm, sau khi suy nghĩ liền xoay người lại hướng tới chỗ cửa hàng đang ồn ào mà đi đến. Mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói, dù sao thân phận của hắn bây giờ là một trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, thực sự không thể ra vẻ không liên quan được. Một lát sau, Hàng Lập từ xa chứng kiến trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn 10 tên tu sĩ vây xem. Bên trong dường như có mấy tên tu sĩ đang giằng co nhau. Trong đó là một người mặc áo đen anh Tuấn, vẻ mặt giận dữ, đúng là tại thí kiếm đại hội đã gặp qua, chính là Hỏa Vân Phong Tôn Hỏa. Ngắn ngủn 10 năm không gặp, vị thanh niên tên Tôn Hỏa này khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa. Bất quá tu vi tinh tiến không ít, mà ở đối diện hắn chính là ba tên tu sĩ bản địa vẻ mặt bất thiện, nhìn bộ dáng tựa hồ là trưởng quỷ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này, một gã tu sĩ ở trong đó có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trừng hướng tôn hỏa nói. Một khối lệnh bài không đáng giá ta giữ nó có ích lợi gì chứ, dạng nhất ngươi không cần cái lệnh bài này nè, sau khi trở về lập tức phản hồi lạc dân tông, chẳng lẽ ta phải ngàn dặm đủ tới khởi quốc sao, hãy bớt xàm ngôn đi, nếu không có linh thạch á, vậy đem thứ gì đó trong túi chữ vật của ngươi lấy ra để lại cho ta, còn về cái phần quả dân phù này á, ngươi cho rằng giống như là một loại trung cấp phù lục sao? Đó chính là tác phẩm của Điện Thiên Thanh chế phù đại sư đó, há có thể so sánh như với quả dân phù khác được chứ? Lấy của ngươi 300 linh thạch là đã tiện nghi cho ngươi rồi đó, chẳng lẽ tu sĩ của Lạc Dân Tông đều là quỷ đối sao hả? Nói xong lời này, tên trưởng quỷ liếc mắt một cái với tên tiểu nhị đang đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc, tựa như là rất thiệt thôi, <laughs> tốt 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 đời vật của các ngươi các ngươi muốn nói như thế nào mà không được chứ hỏa dân phụ bình thường các ngươi cũng có thể nói thành do chế phụ đại sư luyện chế ra tôn hỏa vừa nghe như vậy liền nổi giận cười rộ lên rồi sao có phải là đại sư luyện chế hay không bộ người biết được hả hay là thật ra ngươi không muốn bồi thường tổn thất cho bổn đếm nếu đã như vậy thì đừng trách ta à, không thể không thông tri cho chấp pháp sử nha dưỡng quỷ cười lạnh một tiếng không khách khí uy hiếp tôn hỏa nghe như vậy mặt liền đỏ lên Chấp pháp sử của quốc minh đến, thiên vị người nào không cần hỏi hắn cũng biết. Huấn hộ chuyện này thật đúng là không bẩn thiểu, xem ra lần này thật sự là không ổn. Sắc mặt âm tình hồi lâu, Tùng Hỏa dậm chân, đột nhiên hướng cái túi trữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời, một tá các phù lục nhiều màu xuất hiện trên tay, đa số đều là phù lục cấp thấp. Mặc dù mấy cái phù lục này cấp bậc không cao, nhưng cũng đáng giá hai ba trăm linh thạch đó. Tùng Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói, trưởng quỷ nghe như vậy chậm rãi nói. Được rồi, cái này cũng không sai biệt lắm. Sau đó tay định thu lấy. Ờ, à, cái này không được. Không chờ trưởng quỷ đem phù lục bắt lấy, ánh mắt của Tôn Hỏa hướng cái đám phù lục trong tay đảo qua, sắc mặt đột nhiên biến thu tay lại. Lập tức từ trong đám phù lục lấy ra một cái phù lục màu vàng đã bị tàn phá gần một nửa giữ lại. <laughs> Chỉ là một cái lá bồ bị hư hao như vậy Sao lại khẩn trương chứ Lạc chân tông các người thật đúng là nghèo đói mà Trưởng quỷ nọ sau một lúc sửng sốt Mặt lộ vẻ chăm chọc nói sau đó bàn tay một lần nữa đưa về phía trước muốn lấy đám phụ kia. Nhưng ngay lúc này, một bóng người chợt lóe lên trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người tiến đến cạnh hai người bọn họ, đem phù lục này giữ lại. Tôn Hỏa cũng bị giật mình, tên trưởng quỷ kia lại càng kinh sợ lùi về phía sau vài bước kêu lên. "Lại, muốn làm cái gì?" "Không việc gì, chỉ là nghe các hạ nhiều lần nói về Lạc Vân Tông chúng ta thế này thế nọ, các hạ có thể lặp lại cho hàng mẫu nghe thử lần nữa không vậy?" Tu sĩ đi tới này mà không chút thay đổi lạnh nhạt nói, Vừa mới nói xong, một cổ khí thế kinh người từ trên người hắn thả ra, đình áp thật lớn đè xuống, nhất thời làm cho thần sắc của tu sĩ xung quanh không khỏi đại biến lùi lại mấy bước. Có chút tu sĩ tu vi kém cỏi liền cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Hai gã tu sĩ kết đan kỳ vừa mới đi ngang qua thì tốt hơn một chút, thân hình dao động một chút. Sau đó một người trong đó sắc mặt kinh hoàng thất thanh nói Tu sĩ Nguyễn Anh Kỳ, tiền bối người... Hàng Lập nghiêng đầu, lạnh lùng hướng hai gã tu sĩ kết đan kỳ liếc mắt một cái, lập tức đem lời nói chưa hoàn thành của người nọ nuốt trở lại trong bụng. Bọn họ là hai gã tu sĩ trung niên xa lạ, Hàng Lập cũng không có nhận ra, cũng không biết là tu sĩ của phái nào. Lúc này, trưởng quỷ cùng hai gã tiểu nhị của cửa hàng đứng ở trước mặt Hàng Lập, dưới linh áp gần trong gang tất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Vẻ mặt của bọn họ hoảng sợ, khi vừa nghe Hàng Lập là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hồn phách liền bị hù dọa bay lên trời, vội vàng mở miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ, nhưng trọng lực trên ba người tựa như thái sơn ngay cả hô hấp cũng không được sao còn có thể mở miệng mà nói được tu sĩ bốn phía mặt mỗi người cũng không còn chút máu tu sĩ có chút nhát gan sợ hãi sớm đã lặng lẽ rút đi tung hỏa đứng ở phía sau hàng lập bởi vì được hàng lập đặc thù chiếu cố ngoại trừ cũng bị buộc phải lùi lại mấy bước cũng không có bất cứ cái gì khác thường bất quá sau khi hắn nhận ra hàng lập liền lập tức tiến lên hành đại lễ cung kính nói đệ tử tôn hỏa tham kiến hàng sư tổ Hàng Lập cũng không hề để ý tới ba người trước mặt này. Quay người lại, ánh mắt hướng tới phù lục chỉ có một nửa trong tay của Tôn Hỏa liếc mắt một cái, mới gật đầu nói. Xem ra không cần ta nhiều lời, người cũng đã biết thân phận của ta bây giờ. Đệ tử ngày đó không biết thân phận của sư tổ, đã có nhiều lời cuồng giọng như vậy, mong sư tổ thứ tội. Tôn Hỏa nhớ lại tình hình tại thánh địa bất kính với Hàng Lập, trong lòng cảm thấy bất an, trong miệng thành thật thỉnh tội. Ngày đó ta còn chưa trở thành trưởng lão của bổn tông, tự nhiên sẽ không trách cứ ngươi. À, phù lục trong tay của người hình như cùng ta có chút quan hệ đó Hàng lập nhìn chầm chầm tôn hỏa chậm rãi nói tàn phụ chẳng lẽ sự tổ chính là tôn hỏa ngẩn người mừng rỡ định nói cái gì đó nhưng xa xa có một đạo ngân hồng từ khoảng không bay tới việc này nói sau Hàng lập khoát tay chặn lại lời nói của tôn hỏa hai mắt nhìn về phía động quan phía xa tu sĩ có thể tại thành điền thiên bay độn không ảnh hưởng tự nhiên chỉ có thể là chấp pháp sử cửu quốc minh bọn họ chuyên môn phụ trách trật tự giao dịch của cả thành điện thiên tùng hỏa hiển nhiên không dám nói tiếp thành thật đứng tại chỗ nhưng trong lòng hắn thực sự không áp chế được hưng phấn bất giác bàn tay nắm cái phù lục càng cẩn thận hơn lúc này đạo quan hoa kinh hồng nọ tại trước người của hàng lập nội liễm hiện ra một kim phát lão giả bộ dáng có tu vi kết đang trung kỳ trước ngực có đồ án của một thanh tiểu kiếm màu vàng đúng là dấu hiệu của chấp pháp sử lão giả này từ xa bay vụt đến tự như là cảm ứng được hàng lập vừa rồi đã thả ra khí thế kinh người nhưng vì chức trách cho nên dù biết rõ nơi này có tu sĩ nguyên anh kỳ phát uy cũng chỉ có thể kiên trì bay tới khi hắn thấy hàng lập đang đứng tại trên đường bất động hai tay liền ôm quyền nói giảng bối chấp pháp sử điền thiên thành vũ phỉ không biết tiền bối gì sao mà tức giận vậy không có gì phân phó cho giảng bối hay không vậy vị tu sĩ chấp pháp này đối mặt với một vị tu sĩ nguyên anh hiển nhiên là phi thường khách khí không có gì chỉ là đi ngang qua nơi này nghe thấy cái chủ điếm của quý thành đối với lạc dân tông chúng ta có chút phê bình cho nên muốn nghe vị đạo hữu này ở tại trước mặt hàng mẫu lặp lại lần nữa mà thôi hằng lập chấp hai tay sau lưng lãnh đạm nói khẳng định là cái vị chuẩn quỷ này hồ ngôn loạn ngữ rồi ba người bọn họ như thế nào có dũng khi đắc tội tiền bối được chứ ba người các ngươi còn không mau đến bồi tội đi lão giả vừa nghe hàng lập nói như vậy liền cảm thấy đau đầu chuyện tình liên lụy đến thanh danh của tông phái như vậy là lớn hay nhỏ thật khó có thể nói rõ cho nên trước hết nói một câu ứng phó, lập tức hướng ba người trưởng quỷ khiển trách. Hàng Lập đã đem linh áp thả ra, cho nên ba người cuối cùng cũng có thể run rẩy bò trên mặt đất mà đi tới. Trưởng quỷ nọ nghe như vậy, mặt không chút máu lập tức nói. À, tiền bối à, vừa rồi giảng bối chỉ là nói chơi mà thôi, quý không có ý tứ vô lễ đối với quý tông đâu. Mới vừa rồi cái vị đạo hữu này làm hư hỏa dân phụ á, giảng bối tình nguyện không cần bồi thường đâu, xem như là bồi tội với tiền bối vậy. Hàng Lập nhướng mày, thân sắc không giảm bớt, ngược lại càng thêm âm trầm như thế nào ngươi nghĩ rằng ta đứng ở chỗ này là muốn chiếm lấy cái tiểu tiện nghi của ngươi sao trước hết đưa cho ta xem một chút hỏa dân phụ trong hộp của ngươi có phải là phụ lục do đại sư chế tạo không đã nếu là thật sự ta hiển nhiên sẽ thay mặt trong tông vì đệ tử này mà bồi thường linh thạch cho ngươi nhưng nếu không phải <laughs> mặt hàng lập mang vẻ bất thiện cười lạnh nói không cần tiền bối xem đâu hỏa dân phụ này là chỉ là bình thường thôi chẳng bối tình nguyện nhân phạt mà Chưởng quỷ này cũng có cơ trí, không chờ Hàng Lập lấy cái hộp gỗ xem xét, liền trực tiếp bộc lộ ra. Nghe lời này, Hàng Lập cũng không hề nói gì, chỉ là hướng chấp pháp một bên liếc mắt một cái. Lão giả vừa thấy cái tình hình này, còn không biết nên làm như thế nào, lúc này mới khôn người nói. Tiền bối xin yên tâm, chủ điểm này phá hư quy củ, giảng bối sẽ phạt nặng, chắc chắn cấp cho tiền bối một cái bàn giao. Đã có lời này, vậy do người xử lý đi, ta cũng không có thời gian quản lý cái việc nhỏ này nữa. Tôn Hỏa, theo ta đi. Hàng Lập lạnh nhạt nói xong, thân hình chật lóe bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôn hỏa sau đó hoàng quan chớp động thân hình hai người trên mặt đất bỗng nhiên biến mất không thấy tu sĩ xung quanh sợ hãi than một trận thổ độn pháp thần diệu bậc này hiển nhiên không có mấy người trong bọn họ từng thấy qua lão giả thấy như vậy mới thật sự yên lòng bất quá hắn quay đầu nhìn ba người trưởng quỷ sắc mặt băng hàng nói ba người các ngươi đi theo ta đem chuyện tình mới vừa rồi đàng hoàng nói một lần cho ta chuyện này không thể chấm dứt như vậy được trưởng quỷ nọ nghe như vậy trong tim lại đập mạnh lần nữa, nhất thời khóc lóc thảm thiết. Tại một thạch ốc tĩnh mịch không một bóng người, thân ảnh của hàng lập cùng tôn hỏa trong màn hào quang bao phủ hiện ra. Tại chỗ này, hãy đem cái nửa phù lục nọ lấy ra, đưa cho ta xem một chút. Hàng lập tham ý sâu sắc, liếc mắt nhìn tôn hỏa một cái rồi mới nói. Dân, vâng, sư tổ. Tôn hỏa không chần chờ, hai tay lập tức dâng lên phù lục. Tay của hàng lập tiếp nhận phù lục, liếc mắt nhìn quét qua một cái, bàn tay không tiếng động vừa lật lại lại có thêm một nửa phù lục xuất hiện sau đó tại ánh mắt không chớp của tùng hỏa hàng lập đem hai cái miếng phù lục đến cùng nhau chỗ hé ra hoàn toàn ăn khớp một khe hở cũng không có một tia lo lắng trong lòng của tùng hỏa cũng biến mất vô ảnh vô tung không chút do dự hướng hàng lập cúi đầu bái một lần nữa tùng hỏa bái kiến chỗ nhân thần sắc của hàng lập không thay đổi gật gật đầu sau đó hồng quang trên tay phát ra hai phiến phù lục hóa thành tro bụi biến mất vô ảnh vô tung Tôn Hỏa cả kinh nhưng lập tức liền trấn định. Hàng Lập thấy như vậy đối với cái loại định lực này dường như cũng hài lòng. Xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Tôn Nhị Cổ rồi. Bao quá trước đừng dội vàng kêu ta là chủ nhân. Hãy nói cho ta biết ngươi là tử tôn đời thứ mấy. Hàng Lập thông dông hỏi. Tiểu nhân là huyền tôn đời thứ bảy. Tôn Hỏa không suy nghĩ liền trả lời. Năm đó Tôn Nhị Cổ thề thế hệ tôn gia nhà hắn sẽ nhận ta làm chủ. Nhưng năm đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù Ta không có ở tại thiên nam cho nên tôn gia của các ngươi chưa bao giờ chính thức làm nô phó của ta ta cũng không có đối với tôn gia các ngươi làm cái gì che chở cả bây giờ ngươi là hậu nhân của tôn gia cũng tiến vào tu tiên giới vậy lời thề năm đó cũng không còn nhất định có ý nghĩa nữa nhưng dựa vào một điểm tình cảm đối với tổ tiên của ngươi năm đó ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn một là ta trực tiếp cho ngươi một cái chỗ tốt chỉ như là đang dược hoặc là một ít đồ dược pháp khí nhưng từ nay về sau ngươi và ta sẽ không có liên quan nữa không nên trông cậy sau này ta sẽ có chiếu cố lần nữa lựa chọn khác là ngươi vẫn nguyện ý kế thừa lời thệ của tổ tiên tiếp tục nhận ta làm chủ nhân nhưng ta sẽ hạ cấm chế trên người của ngươi để cam đoàn ngươi sẽ không phản bội ta đồng thời cũng sẽ giao cho ngươi là một ít sự tình có chút nguy hiểm cũng không chừng nữa nhưng ta sẽ bồi thường ta sẽ tận lực đề cao tu vi của ngươi đối với tu luyện của ngươi sẽ tiến hành chỉ điểm cũng cung cấp cho ngươi một ít chỗ tốt mà ngươi không tưởng tượng được sẽ không bạc đãi ngươi phỏng chừng chỉ cần tư chất của ngươi không quá kém sẽ có hy vọng kết đăng khóe miệng của hàng lập nhếch lên bình tĩnh nói nghe những lời này sắc mặt của tôn hỏa âm tình bất định trong mắt có một tia bất định hiển nhiên lời nói này nằm ngoài dự đoán của hắn làm cho hắn nhất thời không biết phải xử lý như thế nào sau một hồi lâu một tia quyết tâm hiện lên trên mặt của tôn hỏa sư tổ ta không cần phải gấp gáp trả lời vì phòng người ngươi đổi ý đó hay là chờ sau khi hội giao dịch kết thúc quay về tông ngôn hãy cho ta câu trả lời rõ ràng trong khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ những lợi hại trong đó cho thật kỹ đi rồi trở lại đồng phủ tìm ta Hàng lập lại ngoài ý muốn Các đức lời của Tôn Hỏa bình tĩnh nói để tử Tôn Mạnh đã tạ sư tổ thông cảm Tôn Hỏa sau khi ngẫm lại Cảm thấy như vậy cũng thỏa đáng Vội vàng mở miệng đáp ứng Tốt, ta còn có chuyện trọng yếu khác nữa Người hãy tự thu xếp đi Hàng lập chậm rãi gật đầu Hoàng quang quanh người một lần nữa biến mất Tôn Hỏa không có lập tức rời đi Lại cúi đầu trầm ngâm hơn cả nửa ngày Mới thở dài một tiếng chậm rãi thoát ly Mà lúc này Hàng lập đã đi đến trước Cái chỗ lầu cát của mình ngửa đầu nhìn màn đêm buông xuống, thân xác trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Ngay khi Hàng Lập bước vào bên trong lầu cát thì thấy mộ phái linh đã ngồi ở trong đó rồi. Khi thấy Hàng Lập bước vào, liền hướng ánh mắt nhìn tới rồi đứng dậy, người ngọc thước tha bước tới hỏi thăm. Thấy vậy Hàng Lập liền quát tay chặn lại nói. Sau này không thấy ta ở đây thì cũng không cần chờ ta nữa. Trong lúc giao dịch mua bán ta không thể biết ngươi như thế nào. Ở đây ta có một đôi tương xứng tâm linh à, ngươi đeo một cái bên người đi, nếu gặp phải việc gì quan trọng hay là nguy hiểm chỉ cần rốt linh lực vào thì ta sẽ ngay lập tức có mặt nó chẳng những tạo ra một cái tầng phòng hộ mà ngay cả ta khi cách xa ngàn dặm cũng cảm ứng được ngay nữa nói xong lời này Hàng lập lấy ra từ trên người một cái đôi bích lam ngọc bội rồi lấy một cái đưa cho người này đa tạ công tử Mộ phái linh đầu tiên là giật mình sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên thấp giọng cảm tạ tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lưng sau khi phân phó phòng ốc cho mộ phái linh xong thì Hàn lập cũng đi lên lầu trên nữ nhân này nhìn bóng lưng của Hàng lập khuất dạng rồi mới lấy cái ngọc bội ở thắt lưng ra xem với vẻ mặt mười phần hưng phấn vui vẻ ở trên lầu Hàng lập tìm được một cái phòng ngủ rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần nhưng sau khi nghỉ khoảng vài canh giờ thì Hàng lập mới mở mắt ra quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ thì thào tự nói một mình xem, xem ra, ra thời gian cũng, cũng không sai biệt lắm, lắm. cũng nên, nên đi bái, bái phỏng người nọ một chút. chút nói xong lời này Hàng lập liền rời khỏi giường đi ra khỏi phòng hắn đi ra khỏi lầu cát mà không gây ra một chút tiếng động nào cả nhắm hướng thiên thành quen thuộc mà đi tới. Không lâu sau đó, Hàng Lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc. Nhìn lên bên trên cửa thì thấy mấy cái tấm bảng với ba chữ màu vàng lớn, tinh lông cát. Hắn sờ sờ cầm, rồi hướng vào bên trong liếc nhìn qua một cái, rồi cũng không có chần chờ mà liền đi vào. Hoan đạo hữu quan làm bổn cát, không nghĩ tới hàng đạo hữu thật sự là một người đúng giờ nha, vừa lúc đúng vào giờ, giờ đã ước hẹn luôn đó. Hàng lập mới vừa tiến vào bên trong lầu cát, cả phòng liền sáng rực lên, Thiên tinh chân nhân mà hắn thấy lúc ban ngày đang ngồi ở trên cái bàn dài mỉm cười nhìn ra. Một khi hàng mẫu đã chủ động ước hẹn với chân nhân thì làm sao mà có thể tới trễ được chứ. Nhưng xem ra thì thấy chân nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi. Tại hạ thật là có lỗi mà. Hàng lập bước động thanh sắc nói, sau đó vung tay một cái, một cổ lực lượng vô hình đem đại mông của lậu cát nâng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thiên tinh chân nhân thấy như vậy, mỉm cười rồi nói. Lúc ban ngày cứ đạo hữu trời đây đã truyền âm hướng tới bọn đạo mà nói trong tay còn có hồn thạch, chẳng lẽ lời ấy là giả sao? Hỏi xong câu này, ánh mắt của lão đạo khép lại, có bộ dáng như không quá tin tưởng vào việc này. Hàng Lập không có hồi đáp ngay mà vươn bàn tay ra vỗ vào túi trữ vật một cái rồi xuất ra một viên hồn thạch giống như đã xuất ra lúc ban ngày. Hồn thạch này tỏa ra một màn âm khí dày đặc màu xanh lục. Hàng Lập nhìn tới lão đạo vẫn không nói lời nào. Theo lời của đạo hữu từ đây chính là hồn thạch không biết cái loại hồn thạch có phẩm chất như vậy thì đạo hữu còn có mấy viên ha bọn đạo đồng ý dùng tất cả các loại linh thạch tài liệu hiện có để đổi đạo hữu cứ việc nói đi thiên tinh chân nhân vừa thấy hàng lập còn có hồn thạch tốt như vậy trên mặt vội hiện ra một tia kích động có chút nôn nóng nói thiên tinh đạo hữu không cần phải nóng vội như vậy tại hạ lần này xuất ra hồn thạch là tự nhiên muốn cùng đạo hữu giao dịch rồi nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng nếu như hàng mẫu cảm thấy hài lòng thì sẽ đưa hồn thạch này cho đạo hữu hàng lập không chút vội vàng nói ra rồi ném viên hồn thạch này tới cho đối phương mặt không chút thay đổi. Thiên tinh chân nhân có được một viên hồn thạch này thì thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi xem xét kỹ, vẻ mặt liền kinh hoàng lên, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói. Đạo hữu trả tay thật là hào phóng, xem ra vấn đề cần hỏi quá thật là không đơn giản. Nhưng mà nếu có thể trả lời được thì bọn đạo tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu vừa lòng. Thiên tinh chân nhân nói xong lời này, liền đem hồn thạch cất vào túi, trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường rồi nói. Một khi chân nhân đã nói như vậy rồi thì hàng mẫu cũng không có khách khí nữa. Không biết đạo hữu có biết tin tức gì về canh tinh hay không vậy? Tại hạ còn nhớ lúc ở đại hội giao dịch á, sau khi nghe tại hạ nói đến việc cần đổi lấy canh tinh á thì thần sắc của chân nhân có chút dị thường, vậy hẳn là có biết chút ít gì nói rồi. Hàng lập không chút khách khí liền đi thẳng vào vấn đề. Không sai, về canh tinh thì bọn đạo có biết một chút tin tức đó, nhưng không biết nó có xác thật hay không nữa, cho nên ở trên đại hội cũng không dám nói ra. Nếu như hàng đạo hữu thật sự mú thì bọn đạo tự nhiên sẽ nói, Thiền tình chân nhân trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại chậm rãi trả lời. Cho dù là tin tức không đúng, nhưng tại hạ cũng muốn nghe qua một chút, chân nhân cứ việc nói ra đi. Dường như trong lòng của Hàng Lập cũng đã biết trước việc này, nên trên mặt vui vẻ tươi cười rồi nói. Thật ra nếu ta không nói ra thì vài ngày nữa đạo hữu cũng biết được việc này thôi. Theo thông tin ta có được từ một vị chủ trì đấu giá thì trong lúc đấu giá có thể sẽ có một khối canh tinh xuất hiện đó nhưng mà theo như lời nói thì vị chủ nhân của khối canh tinh này muốn dùng nó để đổi lấy đồ vật khác cho nên hẳn là không chịu đem ra đấu giá đâu như vậy mà việc này có chút không rõ ràng nhưng nếu như cái khối canh tinh này thật sự đem ra đấu giá thì các môn phái kiếm tu cho dù là tán gia bại sản cũng quyết định mua cho bằng được nó vì vậy đối với việc này thì đạo hữu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào nó đâu nghe thiên tinh chân nhân nói xong thì hàng lập có chút gượng cười hắn cũng tự biết mình đây tiền tài không ít nhưng nếu so với cả tông môn người ta thì thật là còn thua xa Hàng Lập cười khổ một cái rồi lại bình tĩnh ổn định lại nói Bất kể như thế nào, ta đây cũng đa tạ đạo hữu cho ta biết việc này Hàng mẫu đây có chút linh thạch Vì vậy mong muốn chân nhân có thể cho ta biết chủ nhân của nó là ai được không vậy Tại hạ cũng muốn đến bái phỏng một chút Cụ thể là ai thì ta đây cũng không rõ lắm Chỉ biết là có một vị tu sĩ quân Anh Kỳ của cũ củ quốc minh Hiện đang ở một ngọn núi nhỏ phía Tây Đạo hữu có thể tự mình tìm đến đó, nó cũng không khó tìm lắm đâu Lão đạo vừa vút râu vừa cười cười rồi nói Đa tạ chân nhân đã chỉ điểm Ngoài việc canh tin này ra thì hàng mẫu còn có việc muốn hỏi thăm một chút về việc có liên hệ với hồn thạch, hy vọng được thiên tinh đạo huynh chỉ giáo đôi điều. Sau khi gật gật đầu, trên mặt của hàng lập bỗng lộ ra một tia thần bí hỏi. Đạo hữu nói lời này là có ý gì? Ta có chút không rõ đó. Nguyên bổn vốn là một lão đạo hiền từ, sau khi nghe hàng lập nói như vậy, tinh quang trong mắt liền chớp động, trầm giọng hỏi. Thật không dối gạt gì đạo hữu, hàng mẫu cũng biết một chút ít về việc luyện chế khôi lỗi, hơn nữa trong một cái động phủ cũng tìm được một bộ hài cốt của khôi lỗi thú từ thời thượng cổ trong bộ hài cốt này có mấy cái viên hồn thạch nếu như tại hạ đoán không sai thì hồn thạch này chính là vật quan trọng để cho các cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi mà đạo hữu thì lại đang thu thập các loại hồn thạch này xem ra đạo hữu đã tìm được một thuật luyện chế khôi lỗi từ thời thượng cổ rồi chắc là đang muốn tạo ra một cái khôi lỗi thật là lợi hại không biết là hàng mẫu nói như vậy có đúng hay không ha nếu thực sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ biết đôi chút về việc này hàng lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chớp nói ra trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những lời này thì trong lòng đã đề cao cảnh giác, mặc dù không phải đánh nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra tay bất ngờ. Thiên Tinh chân nhân sau khi nghe những lời này, trên mặt cũng không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, đôi môi mím chặt, dường mắt nhìn Hàn Lập mà không nói gì. Hàn Lập thấy như vậy liền càng thêm cẩn thận, sắc mặt vẫn bình thường, rồi đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, rồi mở nó ra hướng tới lão đạo. Nhìn thấy bên trong đó thêm hai khối hồn thạch nữa, hai cái này so với cái lúc nãy còn lớn hơn nhiều, tinh quang chớp động nằm im trong hộp khuôn mặt lạnh như băng của thiên tinh chân nhân liền thay đổi trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hồn thạch lớn như vậy ngươi làm như thế nào mà có được vậy lão đạo thấp giọng hỏi hàng lập nghe như vậy chỉ nhìn thiên tinh chân nhân cười cười dường như không có ý trả lời được ta có thể trả lời đạo hữu mấy cái vấn đề này nhưng để trao đổi người phải cho ta biết làm sao mà ngươi có thể tìm ra được nhiều hồn thạch như vậy chứ lão đạo đưa một ngón tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái rồi dương mắt lạnh giọng hỏi hàng lập không thành vấn đề Hàng Lập đã sớm tính trước Nên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay Đúng như lời các hạ vừa nói Bọn đạo cùng với vài bằng hữu phát hiện ra một chỗ Còn lưu lại một số đồ vật của thượng cổ tu sĩ Rồi phát hiện ra một ít thuộc luyện chế khôi lỗi thừa thượng cổ Thật sự mà nói mấy cái khôi lỗi thú này Uy lực vô cùng lợi hại Nhưng mà tài liệu luyện chế thì lại vô cùng trân quý Hơn nữa còn phải dùng đến hồn thạch luyện chế Thì mới thành công được Nhưng mà hồn thạch thì thật sự rất là khó kiếm Cho đến bây giờ bọn đạo cũng chỉ mới tìm được vài khối mà thôi nếu không cũng không đến đại hội đấu giá lần này trực tiếp trao đổi đâu hiện tại hàng đạo hữu đã nói như vậy thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều hồn thạch rồi <laughs> thiên tinh chân nhân lãnh đạm nói xuất xứ của hồn thạch này cũng rất đơn giản thôi trước đây tài hạ cũng không thực sự biết cái này là do thượng cổ tu sĩ gọi là hồn thạch nữa ta chỉ biết nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loại là âm minh yêu thú tại hạ đã phải rất khổ cực mới có thể có được nó đó âm à minh yêu thú hả ta chưa từng nghe qua cái loại yêu thú này không biết nó sống ở địa phương nào vậy trong mắt của lão đạo lộ ra vẻ rất là hưng phấn nhưng có chút không hiểu liền hỏi chẳng biết là chân nhân định luyện chế ra cái loại thượng cổ khôi lỗi nào vậy không biết có thể cho hàng mẫu xem có một chút về thuật luyện chế khôi lỗi hay không vậy thần sắc của hàng lập không thay đổi chút nào bình tĩnh hỏi vừa nghe hàng lập nói như vậy vẻ mặt của lão đạo liền thay đổi như lập tức biến mất rồi bình tĩnh nói xem ra hàng đạo hữu định dùng cách này để áp chế bần đạo áp chế gì chứ chân nhân nói sai rồi đó cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu hết ngược lại đã đưa cho đạo hữu một viên hồn thạch quý hiếm rồi nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi thì không cần phải trả lời vấn đề thứ hai của tại hạ đâu giờ xem như là cái vấn đề thứ hai này hàng mẫu chưa có nói qua đi mà hồn thạch kia tại hạ cũng không có lấy lại hàng lập sắc mặt như thường nói vừa nghe nói xong lời này thì vẻ mặt của thiên tinh chân nhân thẳng ra sau đó cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì nữa hàng lập cũng không nóng nảy chỉ đứng đối diện mà nhìn chứ không có ý thúc giục gì cả ta đưa cho ngươi khỏi lỗi thuật ngươi có thể nhận biết được là thật hay là giả còn như ngôi nói đến âm minh yêu thú như vậy Ta làm sao biết được đúng hay là không chứ Sau khi suy nghĩ một hồi Lão đạo mới mở miệng nói Nói thật cho dù đạo hữu biết được chỗ của âm minh yêu thú Cũng không thể tới đó được đâu Nơi này không những hung hiểm dạng phần Mà cho dù may mắn đi vào Nhưng cũng không thể có cái mạng đi ra đâu Năm đó tại hạ phước lớn mạng lớn Mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về đó Cho dù các hạ không tin ta Nhưng hồn thạch đó là hàng thật Dùng nó để đổi lấy cái thuật luyện chế khôi lỗi của các hạ Xem ra các hạ cũng không có bị thiệt thòi gì nếu không ấy cho dù có thuộc luyện chế khôi lỗi mà không có hồn thạch thì các hạ cũng không có làm được gì, đúng không? Hàng lập tâm khí bình hòa chậm rãi nói. Nghe xong lời này, thiên tinh chân nhân nhướng mày lên ra vẻ trù trừ muốn chấp nhận. Tốt, ta cũng không quan tâm đến việc ngươi nói chỗ có hồn thạch đó là thật hay là giả nữa. Ta chỉ muốn biết ngươi có bao nhiêu hồn thạch dùng để đổi lấy thuộc luyện chế khôi lỗi mà thôi. Nếu như số lượng quá ít đó, thì thật tình mà nói ta cũng không muốn đưa nó ra đâu. Lão đạo sau khi cân nhắc lợi hại rồi từ từ nói ra, Ta cũng muốn xem thuật luyện chế thượng cổ khôi lỗi này có giá trị hay không đã. Nếu chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi bình thường giống như là lúc ban ngày ấy, thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi nữa. Hàng lập trong lòng vui vẻ, còn vẻ mặt thì như bình thường nói. Cái thuật luyện chế lúc ban ngày chỉ là lỗi toàn phẩm mà thôi. Nghe qua ý tứ của đạo hữu dường như thuật luyện chế khôi lỗi càng hay thì ngươi đổi hồn thạch càng nhiều ha. Lão đạo với vẻ mặt trông rất là cổ quái hỏi lại. Đúng, chính là ý này, nếu như có thể luyện chế ra một con khôi lỗi mà xuất ra một kích toàn lực đánh được tu sĩ nguyên anh kỳ thì hai ba mươi khối hồn thạch cũng không thành vấn đề hàng lập khẽ nhếch môi lên mỉm cười nói phẩm chất của những loại hồn thạch này đều giống như viên ban đầu sao thiên tinh chân nhân có chút nghi hoặc hỏi lại chẳng lẽ thượng cổ khôi lỗi thuật có thể luyện chế ra được khôi lỗi tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sao hàng lập mới đầu là kinh ngạc sau đó liền mừng rỡ không chút đáng đo hỏi ngay hàng mổ một khi đã nói là làm không thay đổi Tốt. đây là cái ngọc giản có ghi chép lại cách luyện chối khôi lỗi nào, không phải là những cái sao chép đâu. Đây, tôi đưa ngay cho đạo hữu. Lão đạo lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng rồi đưa cho hàng lập. Sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xảo. Hàng lập thấy đối phương hành động như vậy liền rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng ngược lại cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản dùng thần thức quét qua một cái. Sau một hồi lâu sau, sắc mặt của Hàng Lập thay đổi đôi ba lần rồi sau đó thu hồi lại thần thức, rồi trừng mắt lên nhìn thiên tinh chân nhân mà không nói lời nào như thế nào thuật luyện chế khôi lỗi này có thể tạo ra vài con khôi lỗi thuộc cao cấp có thể tranh đôi với cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đó chẳng lẽ là không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu hay sao lão đạo cười hì hì rồi nói cái này thật sự làm sao có thể chứ mấy cái khôi lỗi này yêu cầu cần có các loại tài liệu chính như là dạng năm thiết mộc cái này thật sự là nghịch thiên mà ngoài ra còn có các loại phụ trợ tài liệu nữa không muốn nói là rất quý hiếm mà có vài loại ta thật sự còn chưa nghe qua nữa là vậy thì làm sao mà tìm được chứ Hàng lập lộ ra vẻ tức giận nói <laughs> Chuyện này thật sự đối với ta mà nói là lực bất tòng tâm mà Nhưng mà cũng không phải các loại tài liệu này đều có dễ hình sao chứ Đạo hữu cơ duyên thâm hậu có thể tìm được hết các loại tài liệu cần thiết Rồi tạo ra khôi lỗi cũng được mà Thiên tinh chân nhân ngược lại lại ung dung chậm rãi trả lời Thiên tư đạo hữu chẳng lẽ đã tìm hết các loại tài liệu rồi sao Nếu không thì không cần phải đi tìm thu thập hùng thạch chứ Không giống lão đạo sĩ sắc mặt của hàng lập liền trở nên giận dữ Lập tức hỏi lại Bọn đạo có khi nào nói là tự thân luyện chế ra khôi lỗi đâu chứ Bất quá ta chỉ tìm được hai cái khôi lỗi cao cấp bị hư hỏng Rồi dùng hồn thạch này dung nhập vào nó rồi sử dụng thôi Chứ chính mình chưa tạo ra cái nào cả Thiên tinh chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói Người... Hàng lập nhất thời không biết nói gì Lão đạo này thật sự là khó đối phó đây Tốt rồi, bọn đạo đã đưa ra thuật luyện chế khôi lỗi cho hàng đạo hữu rồi đó Còn về phần ngươi thì sao? Hàng Lập không chờ cho lão đạo cười xong, liền lập tức giận dữ vùng tay áo lên, lục quang chớp động rồi một đống nhỏ hồn thạch xuất hiện ra. Thiên Tinh chân nhân lập tức mừng rỡ, nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, dường như muốn nói cái gì đó nhưng Hàng Lập khoát tay chặn lại nói: "Lần này hàng mẫu không cẩn thận nên bị thua thiệt, nhưng cũng không có quán trách gì cả, bây giờ mọi việc đã xong rồi, tại hạ xin cáo từ." Hàng Lập vừa chấp tay, thân tình buồn bực đi ra lầu cát, không quay đầu lại rồi nói. Lão đạo nhìn thân ảnh của Hàng Lập đi ra rồi, liền nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu, tiếp theo mới gật đầu, rồi sau đó mới đem tất cả cái đám hồn thạch cho vào túi trữ vật. Lần này, dùng một cái thuật luyện chế khôi lỗi không thể sử dụng được mà đổi được nhiều hồn thạch như vậy, thật là làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Có đám hồn thạch này thì cái khôi lỗi chưa hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công. Nhưng mà, chỉ một lần mà Hàng Lập có thể xuất ra một số lượng lớn hồn thạch như vậy, làm hắn thực sự là giật mình, trong lòng đánh giá cao Hàng Lập. Lão đạo chỉ là cũng không biết, từ một cái ngã tư đường ở phía xa xa, khuôn mặt buồn bực của Hàng Lập từ lâu đã biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười quỷ dị và trong tay đang cầm một cái bạch ngọc giảng xem xét vạn năm thiết mộc đối với người khác thì không thể nhưng với hắn thì việc này cũng không thành vấn đề chỉ là cần phải mất chút ít thời gian mà thôi về phần các loại tài liệu khác không biết tên nếu như hắn nhớ không lầm thì ở trong hư thiên điện có vài bộ hài cốt khôi lỗi có được nếu vận khí của hắn tốt thì có thể tìm được một số tài liệu rồi tạo ra vài con khôi lỗi những cái này có lực công kích tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi luyện chế được thì uy lực vô cùng có thể nói những cái khôi lỗi này chính là một đoàn sát thủ của mình hơn nữa trong ngọc giảng còn ghi lại một số loại khôi lỗi có lực công kích tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Đối với những loại tài liệu này thì mặc dù là trân quý nhưng cũng không khó tìm, chỉ cần có linh thạch thì có thể mua được dễ dàng. Với loại khôi lỗi cấp thấp này, nếu như trong một lần có thể xuất ra được 5 6 cái, mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn thận thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải tránh ra xa. Nhưng mà cái loại suy nghĩ này, Hàn là cũng chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi, Mặc dù ngọc giản này có ghi lại một số loại khôi lỗi cấp thấp, nhưng phí tổn tài liệu dùng để luyện chế cũng tương đương với một món pháp bảo bình thường rồi. Không nói đến mấy trăm, mà chỉ cần nói 10 con khôi lỗi thôi thì hàng lập cũng gánh không nổi cái phần chi phí này nữa. Trước đây, luyện chế ra mấy trăm con khôi lỗi cấp 3 thôi cũng đã khiến cho hắn muốn tán gia bại sản rồi. Thậm chí lúc đó, các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng đã bán đi hết 7, 8 phần mới có đủ tiền sử dụng. Nhưng chúng nó so với thượng cổ khôi lỗi bây giờ cũng giống như là ngọn đèn dầu so với vầng thái dương mà thôi. Hàng lập trong lòng cười khổ, sau đó xác định phương hướng rồi nhắm mắt hướng tới cửa thành phía tây mà bay đi. Mặc dù bây giờ là trời đã tối, nhưng mà đối với hắn mà nói thì ban đêm cũng như ban ngày mà thôi. Giờ phải đi tìm cho ra chủ nhân của canh tinh, còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở thiên nam tất cả đều tìm đến thành này. Phần đại hội đấu giá trong thành đã diễn ra tới ngày thứ hai, nên các loại trân phẩm cũng đã được đem ra đấu giá. Trong sảnh có rất nhiều vật phẩm quý giá hiếm có nên đã hấp dẫn phần đông các tu sĩ tới tham gia. 76 dạng linh thạch, khu canh tinh này là của đạo hữu. Đứng ở giữa đại sảnh đấu giá, một vị trung niên tu sĩ với vẻ mặt tươi cười nói. Trước mặt hắn, trên cái bàn bằng gỗ đàn hương, có bày một cái mâm màu xanh biếc, có một cái quán thạch nhỏ bằng hạt hạch đầu màu vàng, hào quang chớp động liên tục. Sau đó một vị mặt ngân bào mới diện một mơ hồ, đi ra khỏi đài, tiến tới chỗ giao linh thạch. Sau khi giao linh thạch xong, liên cam thấy canh tinh mà đi mất. Hàng Lập đang ngồi ở phía dưới đài thầm than nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đấu giá. Trong lúc đó, dù có đang đấu giá vật phẩm quý giá gì đi nữa thì hắn cũng không quan tâm đến. Buổi tối hôm ấy, hắn dễ dàng dùng thân thức tìm ra chủ nhân của canh tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi nó lấy một cái trứng có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là hóa nhất thần nghi. Hàng Lập lại không có thứ này nên chỉ đành thất vọng mà đi về mà thôi. Nhưng từ trong miệng của đối phương thì Hàng Lập cũng biết được khối canh tinh này cũng không có lớn lắm, nếu hắn có được thì cũng chỉ đủ dùng cho khoảng bảy tám cây phi kiếm mà thôi, đúng là không đủ dùng. bất chấp việc như thế, ngay ngày hôm nay, chờ có canh tinh đem bán đấu giá nên hàng lập đã tham gia vào từ đầu. nhưng giá vượt qua năm mươi vạn linh thạch thì hàng lập đành phải buông tay không theo nổi. xem ra đối với đại canh kiếm trận của hắn không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi. ra khỏi phòng đấu giá, rồi hàng lập mới đi một vòng xem xét đồ vật một chút, rồi tìm mua một ít tài liệu phụ trợ dùng để luyện chế khôi lỗi mà hắn thấy được. Sau đó hắn nhắm thẳng đến một góc của Điện Thiên Thành mà đi tới. Hôm nay đã là ngày giao dịch thứ tư, hắn nhớ lại lời nói của Nam Lũng Hầu. Vì vậy trong lòng hắn đã có chút tò mò dựa theo thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giảng mà đi tới đó. Hàng lập dùng thần thức đảo qua một vòng vùng chung quanh, dò xét một chút, rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình thường. Hắn chờ một lúc rồi gõ cửa, cánh cửa liền lập tức mở ra. Một người với bộ râu dài và đẹp mặc áo bào màu tía đi tới, Hàng đạo hữu cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi Để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để cho đạo hữu biết mặt nha Nam lũng hầu Thực sự là cao hứng nói